ở trong team 3 luôn đấy mọi người. Bởi vì từ đầu tới cuối nếu như mà các bạn thấy thì là The Lomax chỉ trong team 5, team 7, toàn những team về trình diễn, nhưng mà chưa bao giờ vào một team về vocal, mạnh về vocal cả. Nhưng mà ở vòng chung kết thì The Lomax cùng với cả team cũng như là đội trưởng Emily thì có một cái chiến thuật. Đấy là mình sẽ đưa cả phần vocal và cả phần trình diễn vào. Nhóm 3 hơi lo, tại vì nhóm 3 là tập cuối cùng. Do là trưởng nhóm Emily là phải lo cho nhóm 7 nè. Và nhóm 5 thì nhóm 3 có Emily, có chị Vi và chị Diệp Lâm Anh là được tập cuối cùng. Là được tập trước 2 ngày diễn ra đêm chung kết thôi. Đi nào, 5, 6, 7, đi 1, 2, 3, 4, and 5, 6, and chưa. Em muốn cái đoạn này nó nhỏ hơn xíu nữa, 5 người ở trên nhỏ nữa. Vô, xong xoay nè, chị Vi xoay ít hơn nè, chị cũng xoay nhiều hơn nè. Nhưng mà nhiều quá chị. Đúng rồi, tại vì tất cả đội hình đang bị lệch đó. Mọi người nên mọi người chịu khó lệch chung nè, lên. Lên nào, 2, lên. Không, chị đang tính lấy, em đang tính lấy đội hình ở trên cao. Rồi, lên, 2 đi. Bùm. Bây giờ chị có bế một phát lên luôn nè. 2, lên. Ôm chân vô, chưa? Ừ. Cái đây, móc tay vô. Đúng. Ừ. Vậy cũng gọn lên, nhanh nữa. Đó, chú bố. Mà có là cho chị tay này bế được thôi. Yeah. Tình hình của bài nhóm 3 bây giờ là rất là nhiều cái sự lo lắng ở trong Vi. Tại vì đây là một bài khó mà cái phần biên đạo thì chỉ vừa mới xong lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay thôi. Thì mới được ráp sân khấu được khoảng 3-4 lần. Vi thì Vi đang rất là lo những cái trick ở trong cái bài này. Tại vì cái phần mà treo ngược của Vi á, cái đầu gối của Vi nó đã bị chấn thương từ công 3 rồi. Mà mình cũng be con nữa cho nên là mình tự phải gánh hết cái cân nặng của mình ở trên cái thanh đó, cho nên là Vi đang rất là lo phần đó. Chắc phải ra Huy mới lên được rồi. Giữ chị Vi lại. Chị nhớ giữ cái chân nha, chị đừng có thả chân. Bật cái chân mạnh vô chị Vi. Luôn luôn nhớ cái chân nha. Rồi, ra ngoài đứng rộng coi, ra ngoài. Rồi, cho chị sắp sắp không được rồi. Cái này là tích tắc rồi á. 6, 7, 8. Đó. Chị cứ nắm hai vai. Chân luôn luôn giữ tay đừng có ba mở. Chân phải đằng trước, chân trái đằng sau. Chân trái đằng trước đúng không ạ? Đá thật mạnh lên trên lên đầu ấy. Nhớ tiếp đất nha, vừa đá cho lên vừa ngửa cái đầu ra chị ạ. Ôi! Phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Trang đã đề nghị và hỏi mong muốn của tất cả các chị là sau suốt một chặng như vậy rồi thì đêm chung kết các chị có những mong muốn gì, còn điều gì các chị muốn thể hiện nữa để mọi người cùng sẽ có cách phân chia bài hoặc là các tiết mục như thế nào để mọi người, để các chị được tỏa sáng nhất và được làm thêm những điều gì mình mong muốn. 5, 6, 7, 8, đi. Vò ve lời ong và tiếng ve, ôi thôi, mình làm gì nên tội, ok, không yêu thì đi về. Phương nói là Phương muốn hát giống như là mình, hát giống như nói chuyện, thể hiện những điều mà mình muốn nói. Thì Phương được sắp xếp vào đội 3, hát một tác phẩm rất là mới. Và mình được hát và được nói điều mình muốn. Lời ong và tiếng ve. Cái bài hát ba chị em lựa chọn thì lại là một bài hát mà của Phương thì nhóm Đi Tát đã viết cho mình cách đây mấy năm rồi. Nhiều vấn đề khách quan á, thì bài hát Phương chưa có thể trình diễn và chưa ra mắt được. Khi nghe demo, ba chị em đều đồng ý luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
nhảy thì Ngọc không sợ rồi mọi người. Đối với Ngọc thì về vũ đạo thì mình có thể kham nổi. Nhưng về hát, Ngọc phải là gọi là nhút mồ hôi vã, mồ hôi sôi nước mắt để vượt qua. Mấy chị nói là vì bài ba, chỉ có ba chị em thôi, nên hát phải rõ ràng, rành mạch, không có ai lấp liếm cho nữa đâu. Chị Trang, mọi người có thể thấy là đợt này là chung kết, nên thành ra là tất cả nội dung hoặc là làm bài vở nè, rồi tập nhảy nè, nó chỉ có vỏn vẹn trong 5 ngày cho 3 bài của mỗi team. Nên thành ra là Ngọc thấy trời ơi làm sao mà làm được ta. Vậy mà đến cuối cùng nhạc xong nhanh luôn, đi thu âm xong nhanh luôn, rồi các bài dựng cũng xong nhanh luôn. Trời, Ngọc cũng thấy wow, chị Trang Pháp làm đội trưởng là đúng nha mọi người. Đâu đó thì cũng có sự hỗ trợ của chị em, nhưng mà cái người mà năng nổ nhất là chị Trang Pháp. Bởi vậy nên chị Trang Pháp phải làm đội trưởng. Đối với Ngọc á, chị Trang là một người cũng rất là nhiều năng lượng nha. Và chị không bao giờ biết mệt mỏi luôn á, thức ngày thức đêm làm nhạc. Chị với chị Thu Phương là lúc nào cũng phải là 3-4 giờ sáng để làm nhạc, xong ngày mai vẫn nên đúng giờ là 10 giờ để đi tập vũ đạo nè. Yes. Cuối cùng. Ba chị em nghĩ rằng là cái bài hát ấy, chúng ta sẽ ok, mình sẽ ok, cuộc sống rồi sẽ ok, tất cả rồi sẽ ok. Nếu như chúng ta sống tích cực, sống tốt, sống lương thiện và sống chân thành thì mọi thứ đều ok hết. Và bài hát của nhóm Phương sẽ là như vậy. Thẩm mỹ viện Seoul Center là nơi nắm giữ chìa khóa trẻ hóa, mang đến trải nghiệm làm đẹp đẳng cấp cho các chị đẹp tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống. Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn, hệ thống máy thẩm mỹ công nghệ cao liên tục được cập nhật, cùng không gian làm đẹp sang trọng. Rồi em nói hả, cái bài 3 là bài tốn sữa, rồi em nấu cho em nấu em cho. Nấu được không? Dạ được, hai gói không? Hai gói nha, hai chị em ăn để lấy sức đi diễn nè. Cho em là món khoái khẩu em là mì chua cay á. Đói rung tay luôn. Có sức nhảy. Tức bừng khói lửa lên. Trời. Không? Nước sôi vào cái thấy thơm liền luôn. Trời, hôm nào mà về nhà tối đói mà không có mì gói là thảm họa đời em luôn. Này, đôi khi mì gói là chân ái đấy nhá, phải đùa đâu. Thật sự. Đùa. Đấy. Ôi dễ thương quá chị, hay làm tí nhưng mình đem này mình tặng khán giả. Xinh quá à. Ui, làm hẳn 4 gói à. Đấy, chính là 4 gói chị vừa cắt cho em mà em bỏ vào đấy. Mời các bác ăn mì nhá. Olala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng Chị Đẹp. Chị Đẹp Đạp Gió Rẻ Sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quanh Show và ứng dụng Olala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.